Hello, xin chào anh chị và các bạn. Rất là lâu rồi thì Tự Doanh Chứng Khoán không có trực tiếp trên Facebook. Thì buổi hôm nay thì thị trường sau một cái nhịp vượt đỉnh khá là tích cực 782 thì đang có cái dấu hiệu của chuyện là chậm đà tăng lại. Thì hôm nay thì Tự Doanh Chứng Khoán cũng dành một chút thời gian trực tiếp trên Facebook để chia sẻ với anh chị và các bạn một vài cái vấn đề nhằm rằng là cung cấp thêm cho anh chị và các bạn những cái kiến thức cơ bản nhất bổ ích cho cái câu chuyện mà nhìn nhận vấn đề thị trường nó đúng hơn, nó trúng hơn và nó hợp lý hơn. Thì thưa với anh chị và các bạn, trước khi thì Thắng đi vào cái vấn đề cụ thể thì anh chị và các bạn là vui lòng là khi xem video thì thả tim, cộng cùng với là việc là một số anh chị và các bạn hiện tại đang xem thì nếu mà có tham gia các nhóm của chứng khoán thì chia sẻ cái video này lên các nhóm của chứng khoán nhằm giúp Tự Doanh Chứng Khoán thì phần đó cho cái câu chuyện chia sẻ video đến nhiều người xem hơn. Thì thưa anh chị và các bạn, thì không khó để nhìn nhận thị trường ở một cái góc nhìn là khá là biến động khá là khó lường. Và một cái vấn đề mà chúng tôi đặt ra ngày hôm nay đó là tại sao thị trường Việt Nam lại khác biệt so với các thị trường chứng khoán trên thế giới. Thì vấn đề thứ nhất thì thưa với anh chị và các bạn, đó là cái việc khác biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam nó nằm ở ngay cái bản chất của cái thị trường, đó là thị trường chúng ta là thị trường chứng khoán cận biên và cũng đang mong muốn là được sớm trở nên là thị trường chứng khoán mới nổi. Thì nhiều anh chị và các bạn đang ngồi đây thì cũng chưa phân biệt được rõ ràng như thế nào là thị trường chứng khoán cận biên mà như thế nào là thị trường chứng khoán mới nổi. Còn thị trường cao cấp hơn thì thị trường chứng khoán phát triển thì chúng tôi chưa được tới. Nhưng cũng có thể giải thích với anh chị và các bạn vài vài ý sơ qua nó như thế này. Thị trường chứng khoán cận biên tức là cái thị trường chứng khoán còn khá là sơ khai, nó được ví như là một đứa trẻ còn khá là non nớt, những bước đi của nó còn được phải dìu dắt, còn được phải điều hướng, còn phải được sự nâng đỡ của người tạo lập ra, được một số cái tác động. Và cái đứa trẻ mà còn nhỏ thì thông thường nó chịu rất nhiều các tác động của thế giới bên ngoài, thế giới quan, nhân sinh quan ở bên ngoài, môi trường. Và thị trường chứng khoán của chúng ta là thị trường chứng khoán cận biên thì nó cũng hoàn toàn giống như một đứa trẻ, nó chịu ảnh hưởng rất là nhiều các vấn đề ở bên ngoài, ngay cả những cái vấn đề liên quan tới sự tăng giảm của chỉ số, sự tăng giảm của cổ phiếu, sự bất thường của cổ phiếu trong một giai đoạn nào đó, ảnh hưởng do đâu, tại sao lại như vậy, thì nó đều giống, hoàn toàn giống một đứa trẻ mới bắt đầu ở trong cái giai đoạn phát triển, tức là cái giai đoạn đầu của những cái năm đầu đời từ 3 tới 5 tuổi, hoặc có thể ví thị trường chúng ta nó chỉ nằm ở đâu đó dưới 10 tuổi thôi, dưới 10 tuổi thôi. Và thực tế thì cái tuổi thị trường của chúng ta thực ra là bắt đầu hình thành phát triển năm 2000, nhưng đến bây giờ thì năm 2017 thì được 17 năm. Nói bảo là cô gái e thẹn 17 tuổi, nhưng thực tế thì tuổi đời của thị trường chúng ta không quá 10 đâu các anh chị và các bạn. Thì nói tới thị trường chứng khoán mới nổi, gọi là thị trường mà chúng ta đang cố gắng để được đưa vào, để được thế giới họ công nhận, thì nó khác nhau rất là nhiều. Nó khác cả về vấn từ vai trò của thị trường, từ cách thức vận hành, từ cái cung cầu, từ những vấn đề liên quan đến minh bạch, rồi nhiều nhiều quan lắm. Nó có rất nhiều tiêu chí để chúng ta được vào cái thị trường như thế. Và để được vào cái thị trường như thế thì chúng ta phải đáp ứng những tiêu chí đó. Và câu chuyện đó là câu chuyện của 2018, 2019, thậm chí là 2020. Và với cái đà mà như hiện tại chúng ta đang đang triển khai, đang tiến hành, đang được các cơ quan quản lý xúc tiến, thì tôi cho rằng là còn lâu lắm chúng ta mới vượt qua 10 tuổi. Khả năng là chúng ta sẽ cũng giống như những doanh nghiệp của chúng ta thôi, là một thị trường không muốn lớn. Thì cũng chính đó, điều đó làm nên sự khác biệt. Chính những cái sự khác biệt đó thì các quỹ đầu tư mà đến Việt Nam đầu tư, họ cũng nhìn nhận chúng ta là một nơi còn đang cận biên, còn đang sơ khai. Và các quỹ đến cũng đều là những quỹ mang tính chất đầu cơ cao, mang tính chất đầu cơ cao. Chia sẻ với anh chị và các bạn một vài ý về một số quỹ trên thị trường Việt Nam thì không khó để một cái nhà đầu tư chuyên nghiệp họ biết được rằng là cái tiêu chí của các quỹ đầu tư ở Việt Nam nó như thế nào. Nhưng các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta thì chắc là có nhiều anh chị em ở đây cũng
cũng chưa nhận thức được cái câu chuyện này. Thì thưa các anh chị là các quỹ đầu tư ở ta thì một vài quỹ mà anh chị đều biết, ví dụ như là Dragon Capital hoặc là Vina Capital, thì những quỹ này là những quỹ cũng được gọi là lớn so với chúng ta, nhưng nó vẫn là những quỹ nhỏ so với thế giới. Và chính vì nó nhỏ nên cái tiêu chí đầu tư của họ thì nó cũng nặng mùi đầu cơ, tức là nặng mùi mang tính đầu cơ khá là cao. Các tiêu chí cũng không được chuyên nghiệp giống như các quỹ lớn trên thế giới mà nắm giữ vài chục tỷ đô la Mỹ hoặc vài trăm tỷ đô. Và khi mà họ đầu tư ở Việt Nam thì cũng không tránh khỏi cái câu chuyện họ cũng non nớt như anh chị. Và họ đầu tư theo rất nhiều các trường phái khác nhau. Trường phái giá trị có, trường phái mô phỏng có, trường phái mua 10 con, mong tức là mua 10 doanh nghiệp, đầu tư vào 10 doanh nghiệp, chỉ mong 3 doanh nghiệp thành công và 7 doanh nghiệp còn lại thất bại, họ vẫn thành công. Ví dụ trường hợp Elephant, anh chị và các bạn thì có thể xem qua cái mô típ đầu tư của quỹ đầu tư Elephant của Phần Lan thì chúng ta sẽ hiểu được rằng họ cũng non nớt như chúng ta. Bởi vì đơn giản, bản chất họ cũng là các quỹ đầu cơ. Những quỹ mà đến với thị trường chứng khoán mới nổi là những quỹ mang cái tính nhiệm màu và mang cái tính đầu cơ cũng không hề thấp. Chính điều đó làm nên cái sự khác biệt. Sự khác biệt đó nó tạo nên cơ hội cho nhiều người có thể tận dụng cái thị trường này còn non trẻ để kiếm tiền. Sự khác biệt đó nó tạo nên những cái dấu ấn của thị trường và nó tạo nên những cái câu chuyện thần thánh. Cái câu chuyện thần thánh đó nó tạo nên những cái sự thèm khát, tạo nên những cổ phiếu có thể trong một khoảng thời gian ngắn tăng rất là mạnh, những cổ phiếu trong một khoảng thời gian ngắn có thể tăng rất là nhanh. Và thưa với anh chị và các bạn thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là thị trường của chúng ta hiện tại đang chịu tác động rất là bất thường. Chúng tôi thưa với anh chị là cái sự nhiệm màu ở đây nó là sự bất thường đến từ một số cổ phiếu. Giả sử trong thời điểm hiện tại thì ví dụ như Sabico đang tác động đến thị trường, ví dụ như Vinamilk đang tác động đến thị trường, ví dụ như là PLX đang tác động thị trường và GAT đang tác động đến thị trường, thì chúng ta mới thấy được rằng là cái sự nhiệm màu của thị trường không phải nó nằm ở cái chỗ là chúng tôi đưa ra những cái giải thích và tranh luận hiện tại, mà chúng tôi muốn nói với anh chị và các bạn, giải thích với anh chị và các bạn ở cái câu chuyện đó là nhiều khi chẳng có lý do gì Sabico nó cũng cứ tăng bầm bầm, nhiều khi chẳng có lý do gì PLX cũng cứ tăng, mặc dù giá dầu tối qua là giảm 2% nhưng mà GAT và PLX vẫn tăng. Và ví dụ như trường hợp chả có lý do gì 14 tháng 8 này là ngày chia cổ tức 2.000 đồng cổ phiếu, tức là 20% trên mệnh giá, mà Vinamilk giảm đấy. Thì trong một video gần đây thì chúng tôi có chia sẻ về câu chuyện Vinamilk, thì rõ ràng Vinamilk là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, nhưng cái câu chuyện giảm bất thường của Vinamilk khi mà cận ngày giao dịch cổ tức, đó là điều mà chúng ta cần phải đưa ra cho chúng ta hiểu thêm một cái phạm trù, đó là thị trường chứng khoán Việt Nam thì nó khác biệt ở đó. Đấy, anh chị thấy không? Đó chính là sự khác biệt. Sự khác biệt ở chỗ tức là tốt thì giảm mà xấu thì vẫn tăng. Đấy là sự khác biệt làm cho những nhà phân tích chuyên nghiệp cũng rối lòng đến mức là rối kinh khủng luôn đấy. Và ý chia sẻ như thế để anh chị và các bạn thấy rằng là ở một cái thị trường nó bất thường như thế, tôi cũng đang mong rằng là Vinamilk nó giảm về 130 giống như cái lần trước, mong rằng là cái đơn vị thoái vốn của Việt Nam sẽ thoái giá rất là thấp, khoảng quanh 144 giống lần trước thôi, để cho FNN mua giá khoảng tầm 140 thôi, để cho người nước ngoài họ giàu lên cho nó nhanh, còn người Việt Nam nghèo đi cho nó mau. Nói thì nó cũng vui nhưng mà nó là sự thật, nó là tảng băng, nó là phần chìm của tảng băng nổi. Nó mà cái chúng ta nhìn thấy là phần nổi của tảng băng chìm, và chia sẻ như thế thì để cho thấy rằng là không khó để chúng ta nhận thấy cái sự bất thường của những cái vấn đề mà đã là bất thường như vậy, mà sắp tới đây chúng ta lại còn là đưa Sabico, đưa Rốt vào cái rổ danh mục VN30, rồi sau đó chúng ta lại triển khai chứng khoán phái sinh trên VN30, thì thưa với anh chị và các bạn, chúng ta sẽ nhìn thấy nhiều cái bất thường hơn nữa. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta giao dịch phái sinh trên chỉ số VN30, mà trong khi đó là cơ quan quản lý đưa thêm vào cái trọng số VN30 hai cổ phiếu bất thường là Sabico và Tarot, lại thêm cái sự giao dịch bất thường của cái việc đăng ký mua bán của FNN.
lại thêm cái sự bất thường nữa, đó là SCIC thoái vốn ở Vinamilk và rất nhiều cái bất thường mà không phải nó được phân tích từ vấn đề cơ bản, từ vấn đề doanh nghiệp, mà nó được phân tích từ những cái yếu tố mà gọi là khả năng chìm, cái phần chìm của tảng băng nổi. Đó là những thứ chúng ta coi chừng, chúng ta cần phải dè chừng, chúng ta cần phải coi nó đó là sự khác biệt của Việt Nam, sự khác biệt của chứng khoán Việt Nam nói riêng và sự khác biệt của nền kinh tế Việt Nam nói chung. Những cái sự khác biệt đó, chúng ta nói đây không phải để chỉ trích, không phải để phê phán, chúng ta nói đây để chúng ta hiểu, chúng ta biết, chúng ta làm sao để tận dụng, để có thể kiếm lời được từ những cái vấn đề đó. Và chúng ta cũng hiểu, chúng ta để biết, để phòng tránh rủi ro từ những vấn đề đó. Đừng có ham. 63 người, 63 anh chị ở đây, mỗi người đầu tiên là phải cho Thắng một cái like đã. Đó là việc cần làm ngay để ủng hộ tự do chứng khoán. Đấy. Việc thứ hai là chúng ta biết được cái vấn đề đó để chúng ta gì? Chúng ta giống như là chúng ta đang đi một con xe rất là ngon, rất là tuyệt vời, rất là nhanh chóng trên chặng đường. Nhưng chúng ta phải biết chỗ nào có ổ gà, chúng ta phải biết đâu là cái trò bịp, chúng ta phải biết đâu là sự bất thường. Và tất cả những vấn đề mà tự do chứng khoán muốn chia sẻ với anh chị và các bạn, để anh chị và các bạn biết được đâu là những cái chỗ mà anh chị thấy được cái sự khác biệt. Anh chị đừng máy móc đọc sách giống như Thắng đọc sách, máy móc áp dụng vào thị trường. Không phải chúng ta nhìn và quan sát thị trường chứng khoán thế giới rồi sau đó máy móc đem ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Bởi vì chúng ta phải hiểu được những cái bản chất, những cái sự khác biệt thì chúng ta ứng dụng nó mới nhuần nhuyễn, nó mới hợp lý, và chúng ta mua bán nó mới có lợi nhuận, nó mới có lợi ích. Ok, chúng ta sẽ dừng khoảng vài giây để nghe âm thanh, âm nhạc nhằm giảm bớt cái đà nóng của cái câu chuyện của tự do chứng khoán chia sẻ, nhằm cũng mục đích rằng là anh chị và các bạn thì cũng vừa đầu tư, vừa nghe nhạc, vừa vui vẻ trong cái câu chuyện là chia sẻ cùng với lại tự do. Anh chị các bạn vẫn nghe đúng không ạ? Anh chị và các bạn dành chút thời gian để nghe nhạc đông người hơn, chia sẻ các cái link này lên. Cộng tác viên của Tự Do Chứng Khoán vui lòng chia sẻ tất cả các cái link đang trực tiếp lên trên các trang để chúng ta số lượng người đông hơn và nghe cho nó vui hơn. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về cái sự khác biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam. Sự khác biệt này không nhằm mục đích là phê phán, không nhằm mục đích là phản bác hay tranh luận. Chúng tôi cũng không cần những cái việc tranh luận. Chúng tôi nói ra để anh chị và các bạn cùng hiểu, cùng nhau nắm và cùng nhau tận dụng, ứng dụng phù hợp trong cái việc đầu tư. Chứng khoán mà anh chị và các bạn, chứng khoán thì thưa với anh chị và các bạn là chúng ta cứ chơi chứng khoán như trẻ con chơi chứng khoán thì sẽ thành công hơn rất là nhiều, cho đưa thay vì là chúng ta đưa rất nhiều các vấn đề kiến thức mà quá phức tạp vào thị trường sẽ dẫn đến những cái câu chuyện mà khó thành công. Chúng ta là những người lớn, chúng ta không thông minh như trẻ con đâu, chúng ta chỉ giỏi làm phức tạp vấn đề thôi. Và đặc biệt trong thị trường chứng khoán thì nó cũng vậy thôi. Anh chị và các bạn cứ lưu tâm cái vấn đề này.
Có 100 người tham gia thì chúng ta sẽ bắt đầu chia sẻ thêm về cái sự khác biệt ở đâu, như thế nào, tại sao lại khác biệt, và chúng tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn nhiều vấn đề hơn. Anh chị và các bạn là mỗi người xem thì vui lòng like cho like mạnh vào, thả tim nhiều vào và chúng ta là để lại bình luận để chúng ta có nhiều chia sẻ hơn. Ok, chào anh chị. Theo anh chị và các bạn thì cái sự khác biệt, khi mà chúng ta nhận biết được cái sự khác biệt thì cái sự khác biệt đó nó đem lại cái lợi ích gì cho anh chị và các bạn ạ? Anh chị em đang theo dõi chương trình trực tiếp này thì anh chị và các bạn là cho Thắng một vài cái ý kiến về câu chuyện là nếu khi mà chúng ta nhận biết được cái sự khác biệt, hiểu được cái sự khác biệt của thị trường chứng khoán Việt Nam so với thị trường chứng khoán các nước trên toàn cầu, hiểu được cái sự khác biệt của cái việc mà thị trường chúng ta lên xuống nó không phải là cái tính khách quan của phần đa các cổ phiếu, mà nó chỉ là sự tác động tương tác của một vài cổ phiếu có trọng số cao, thì chúng ta được lợi ích gì ạ? Alo, các anh chị và các bạn có nghe thấy không ạ? Thị trường phiên nay thì cuối phiên sẽ tăng mạnh, với cái góc nhìn là khả năng cao thì Vinamilk sau cái nhịp giảm vào buổi sáng thì buổi chiều khả năng sẽ có một cái lực cầu tốt hơn tại cổ phiếu Vinamilk, nhằm mục đích là khi mà thị trường chỉ cần một cái trạng thái nào đó mà đưa cái chỉ số trở lại với cái trạng thái cân bằng bình thường. Hiện tại Vinamilk đang cước của thị trường khoảng tầm hơn một điểm thì Vinamilk xanh lại là thị trường sẽ tăng nóng. Do đó thì cái việc mà giải ngân mua bán thì tự doanh không có khuyến nghị, nhưng cái câu chuyện Vinamilk là nhiều lần có sự bất cập như thế này rồi, và lần này là lần thứ hai. Lần trước đó thì cũng nằm trong cái loạt video của Thắng, thì nếu anh chị và các bạn nào mà có để ý khi nhìn nhận ở cái góc nhìn về Vinamilk trong cái đợt mà chào mua của FNN và cái đợt mà chào bán đợt trước của SCIC thoái vốn mà đăng ký, thì nó cũng có sự bất thường này. Và từ bất thường này thì chúng tôi đã đo được trên biểu đồ là tại cái ngày, thưa với anh chị và các bạn, cái nhịp trước mà Vinamilk mua giá trung bình của cái cục thoái vốn của SCIC là 144, thưa anh chị và các bạn, thì là vào ngày mùng 6 tháng 9 năm 2016. Và từ ngày từ cái mức giá, cũng từ mức giá này luôn, từ mức giá 155 này luôn, FNN hay là các tổ chức hay là bằng cách nào đó mà cũng không có thông tin gì xấu về Vinamilk cả. Vinamilk, anh chị và các bạn đã nhìn thấy rằng là kết quả kinh doanh quý 1, quý 2 của 2017 và quý 4 năm 2016 đều rất là tích cực, nhưng mà giá của Vinamilk thì giảm từ 158 mà giảm về tới mức 122. Đây là câu chuyện là khả năng cao sẽ lặp lại trong cái đợt này. Và nếu như mà chúng tôi đoán không nhầm thì câu chuyện này là câu chuyện mà thỏa thuận nào đó đã cho rằng là có khả năng thì Vinamilk sẽ được thoái, SCIC sẽ thoái với mức giá quanh vùng 140. Thì chúng tôi đang hy vọng rằng là cái câu chuyện nó thành hiện thực để chúng ta có thể có một chút tiền đầu tư kiếm lời và có thời điểm hợp lý để mua vào Vinamilk trong cái nhịp tiếp theo. Thì nếu vẽ trend cho Vinamilk thì chúng ta không khó để nhận ra rằng là trend đợt này của Vinamilk thì nó sẽ nằm ở đâu đó 149. Nhưng mà vì cái một vài lý do thì khả năng nếu Vinamilk mà đập thị trường xuống theo cái hướng của dịch chuyển hiện tại thì không khó để thấy được rằng là
cái sự khác biệt thị trường Việt Nam nó bị tác động rất là cục bộ ở một vài cổ phiếu, ở một vài cổ phiếu. Còn cái câu chuyện mà phái sinh thì ta sẽ nói về câu chuyện khác, phái sinh thì nó là câu chuyện khác, tôi sẽ nói câu chuyện khác. Và bạn Lê Mẫn Huệ đang hỏi thì thưa với anh chị và các bạn thì cái khác biệt đó lại thêm một cái khác biệt nữa là thanh khoản tại Sabico. Sabico là cổ phiếu thứ hai đóng vai trò trọng số rất là cao. Vinamilk đóng vai trò 12% và Sabico đóng vai trò 8,5%. Thì hai cổ phiếu này đã đóng vai trò là đâu đó nó nằm ở khoảng hơn 20%. Và cả hai cổ phiếu này đều nằm trong VN30. Thì nếu chúng nó cả hai cổ phiếu đều nằm VN30 thì VN30 mà bảo là dùng để là giao dịch chứng khoán phái sinh mà chỉ cần khoảng Vietcombank, Sabico với Vinamilk mà đã chiếm khoảng gần 30% của cái của thị trường. Còn nếu như mà tính trên cái trọng số mà 30 cổ phiếu của VN30 ấy, thì ba cái ông to tướng này ông ấy chiếm là gần 50%. Nếu mà ông chiếm gần 50% như thế thì cái VN30 nó sẽ bị điều phối bởi ba cái anh này. Và chính ba cái anh này thì đơn vị điều phối chính không phải SCAC, bởi vì SCAC mặc dù nắm nhiều nhất nhưng khi mua bán SCAC phải xin phép Bộ Tài chính, xin phép Chính phủ. Còn cái đơn vị nào mà họ điều phối ba cổ phiếu này thì thưa với anh chị và các bạn, VN30 đừng nói phái sinh, tôi nói bản chất cái thị trường chứng khoán Việt Nam có sự khác biệt ở chỗ là phái sinh ở đây là dùng ra một cái phương pháp để sinh ra cái câu chuyện là nuốt tiền của nhà đầu tư nhỏ lẻ. Đừng có từng tham mà cái phái sinh gì ở đây hết. Các anh chị giao dịch trên VN30 tức là dự báo cái tăng giảm của chỉ số VN30, đúng không anh chị? Dự báo tăng giảm của VN30 mà bị chi phối bởi ba cổ phiếu lớn nhất là Vinamilk, Sabico và Vietcombank. Thì anh chị và các bạn là cả thị trường ba cái ông này còn chi phối được. Thì thử hỏi VN30 là 30 cổ phiếu thì có bị chi phối hay không? Đặt câu hỏi đi, anh chị và các bạn đặt câu hỏi đi. Sau đó các anh chị và các bạn đem một khoản tiền vào đó. Các công ty chứng khoán cho anh chị vay một cái lượng tỷ lệ đòn bẩy, ví dụ như là 1:10 chẳng hạn. Tôi lấy ví dụ 1:10 thôi, hoặc là 1:20 thôi. Đấy, ví dụ thế. Thì anh chị đặt cược các anh chị cái sản phẩm của anh chị là đầu tiên triển khai sẽ là VN30 đúng không? Vậy chúng ta đặt cược là ngày mai nó tăng. Vậy tôi thưa với anh chị và các bạn, một số đơn vị họ tác động lên ba cổ phiếu đó. Và do tỷ lệ đòn bẩy margin của anh chị rất là cao. Cho đi là đòn bẩy margin của anh chị là cao. Cơ quan quản lý thì quản không, chưa chắc chắn là quản tốt. Vậy tôi chỉ cần nói với anh chị và các bạn, VN30 nó giảm cho anh chị vài điểm thôi. Vài điểm thôi, tính cho phần trăm nó khoảng tầm 3% thôi. Mà do anh chị chỉ chơi cái tỷ lệ đòn bẩy, ví dụ như tôi nói cái VN30 á, cái phái sinh á, nó có đặc điểm là đòn bẩy tài chính nó rất là lớn. Ví dụ là nếu như mà trường hợp Việt Nam mình cho đòn bẩy là tôi lấy ví dụ nhẹ nhẹ thôi, là cứ 1 đồng vốn anh chị bỏ vô thì cho vay thêm 20 đồng nữa. Vậy nếu như anh chị vay 20 đồng, tức là tỷ lệ tiền của anh chị là có là 1 chia cho 20, tức là anh chị có 5%. Tôi giả định như là VN30 chịu tác động của ba cổ phiếu tôi vừa nói là Faros là 1, Sabico là 2, Vietcombank là 3 và Vinamilk là 4. Nó làm cho cái VN30 bị ảnh hưởng 3%. Tôi thưa hỏi anh chị, công ty chứng khoán cho anh chị vay với cái đòn bẩy 1-20, nó có thu hồi vốn không? Có thu hồi vốn không? Tôi chắc chắn là thu hồi vốn. Vậy khi thu hồi vốn như vậy thì tôi hỏi anh chị là anh chị có vốn có 5% thôi, có 5% là vốn chính thức rồi, mà VN30 giảm 3%. Vậy thưa anh chị có cháy tài khoản không? Tôi chắc chắn là cháy tài khoản. Ở đây anh chị mất 3% là coi như cháy tài khoản rồi. Nhưng tôi giả định nếu như trường hợp mà VN30 mà giảm nhiều hơn, hoặc là ví dụ như cái trường hợp anh chị dự báo là giảm 3%, VN30 sẽ giảm, anh chị mua một cái quyền chọn là sẽ là dự báo là sẽ giảm, đúng không? Ok, nó không giảm nó lại tăng, nó không giảm nó lại tăng. Vậy thì thưa hỏi anh chị, lúc đó anh chị có cháy tài khoản không? Cháy tiếp. Vậy đừng ảo tưởng, bởi vì chúng ta đang được nhận thức, tiếp cận và nhận thức với phái sinh ở một cái vai trò đó là một kênh đầu tư kiểu là lên lên xuống xuống, giống như vàng, giống như forex, giống như ngoại hối. Mà trong khi đấy thị trường vàng toàn cầu nó còn bớt cái câu chuyện bị tác động hơn, thị trường ngoại hối toàn cầu nó bớt tác động hơn. Các anh chị đang ảo tưởng về sức mạnh về VN30 về phái sinh. Phái sinh là bảo hiểm, là cái việc bản chất của nó là để mua một cái hợp đồng bảo hiểm cho cái đầu tư chính. Nếu đầu tư chính có rủi ro xảy ra
mặc dù anh chị dự báo là 70% là theo cái hướng đầu tư chính của anh chị, nhưng có ba mà có 30% là rủi ro. Nếu rủi ro xảy ra thì anh chị và các bạn thực hiện hợp đồng phái sinh để nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro. Còn nếu anh chị và các bạn tiếp cận phái sinh theo cái hướng là kênh đầu tư để kiếm lời, thưa với anh chị nha, tôi nói với anh chị biết nha, tôi vạch cho anh chị thấy nha, sự khác biệt với Việt Nam mình nha. Cả cái sòng này, tôi lấy cái ví dụ ngày hôm nay là bởi vì sao, cả cái thị trường này ngay thời điểm bây giờ còn đang chịu ảnh hưởng của ba cổ phiếu tôi đang nói, Vinamilk, Sapeco, Pharos và Vietcombank. Các bạn thì nếu như bốn cổ phiếu đó đều nằm trong VN30 mà nó tăng giảm không theo cái ý của các anh chị dự báo, mà anh chị lại dùng cái VN30 để chơi phái sinh mà lại dùng đòn bẩy cao nữa, thì tôi hỏi các chuyên gia đang ngồi đây, các chuyên gia đang ngồi đây, đang ngồi nghe tôi nói đây, tôi hỏi các anh chị và các bạn, phòng ngừa không được có phải là cháy không? Vậy chúng ta có ảo tưởng không? Chúng ta có đang đưa nhau vào cái thế chết không? Chúng ta đang làm cái câu chuyện có đúng không? Đúng không? Vậy chúng ta kỳ vọng gì ở ở cái phái sinh? Hỏi các anh chị kỳ vọng về phái sinh. Nên có một video nói về phái sinh trong video á, tôi nói rồi chứ không phải không. Nhiều anh chị ở đây cứ bảo là nói về phái sinh đi. Tôi có nói một video về phái sinh rồi. Tôi nói video về phái sinh rồi mà tôi không nhớ là video số bao nhiêu. Anh chị xem lại đi. Nó tựa đề của nó là những vấn đề nhà đầu tư nhỏ cần hiểu về phái sinh, chứng khoán phái sinh. Hãy nghe video đó tụi tôi nói đi và nghe video này nữa đi, thì đừng có ảo tưởng về phái sinh, đừng có bị những cái tay bốc ốc cơ hay những tay tư vấn non trong nghề đếch hiểu phái sinh là cái gì. Tôi dùng từ đếch hiểu phái sinh là cái gì, vẽ cho anh chị một cái viễn cảnh toàn là lời, đưa tiền vào đây là lời 100%. Thế có ai vẽ cho anh chị biết, nói cho anh chị hay về câu chuyện là cháy tài khoản nó như nào không? Nó như nào không? Tôi lấy ví dụ lại để cho anh chị nào chưa nghe để nghe. Đây là một hợp đồng bảo hiểm, chúng ta chỉ cần bỏ ra một khoản tiền rất là nhỏ có thể mua được cái hợp đồng đó rất là lớn. Ví dụ như chúng ta có thể bỏ ra 1 đồng có thể mua được 20 đồng. Để gì? Để phòng ngừa rủi ro cho cái hợp đồng chính của chúng ta về trong tương lai. Giả sử hợp đồng tương lai của chúng ta là chúng ta dự báo cổ phiếu đó sẽ tăng, chúng ta bỏ ra 1 tỷ để mua, và chúng ta mua một cái hợp đồng ngược lại là bỏ ra khoảng tầm 100 triệu hay là 10 triệu để mua một hợp đồng và thực hiện nó vào tương lai. Nếu như hợp đồng chính của chúng ta có rủi ro thì chúng ta sẽ có hợp đồng phòng ngừa này để phòng ngừa cái rủi ro đó. Nó gọi là hợp đồng bảo hiểm cho cái hợp đồng chính, nó mới gọi là phái sinh. Phái sinh bản chất một cái một góc nhỏ của cái vấn đề bản chất nó nằm ở cái chỗ đó. Nhưng chúng ta đang đang nghĩ rằng phái sinh là chỗ để chúng ta kiếm tiền nhanh bằng việc ở nơi đây cho phép chúng ta vay với tỷ lệ cao, chúng ta đưa vào đây đặt cược bỏ 1 đồng vào để mua 20 đồng. Vậy thưa hỏi các anh chị, nếu như với cái tỷ lệ là 1 đồng mà mua được cái hợp đồng quyền chọn, hợp đồng phái sinh này ở 20 đồng, thì tôi vừa chia nó hồi nãy cho anh chị là thấy là chúng ta có chỉ có vốn ở đó là 5% thôi, 5% thôi. 1 đồng mà mua được 20 đồng thì chúng ta có vốn 5% thôi. Mà cái chỉ số mà chúng ta mua gọi là dự báo cái chỉ số là VN30. Bởi vì tôi đang nói về câu chuyện là sau này phái sinh sẽ cho trên từng cổ phiếu nữa, nhưng bây giờ chúng ta đang dùng là bảo là theo cơ quan hạch định chính sách là nói rằng là VN30 sẽ khó khó là khó để gọi là gây ra những cái tác động. Nhưng tôi nói rằng là đó là cái tư duy không đúng, chưa hợp lý. Nó chịu tác động của ba bốn cổ phiếu có trọng số cao nhất trong cái rổ danh mục VN30. Vậy khi nó chịu tác động của như vậy thì các ông các bà đưa ra cái phương pháp này thì quản nó như nào, khi mà cả cái thị trường còn đang chịu tác động của ba cổ phiếu là Sabeco, Vinamilk, Vietcombank và Pharos. Thì khi mà bốn cổ phiếu này nằm trong 30 cổ phiếu của VN30 chịu tác động rất là mạnh, các anh các chị làm sao để biết là cơ quan quản lý có thể quản được cái chuyện này, làm sao có thể không, làm sao để loại trừ cái tác động đó? Mà khi nó tác động như vậy thì giả sử như phần lớn chúng ta đều hợp đồng là dự báo thị trường là hợp đồng phái sinh của chúng ta là dự báo là VN30 sẽ tăng, nhưng vì bốn cổ phiếu đó nó đập cho VN30 giảm, vậy chỉ cần 3 đến 3,5% thôi thì cái hợp đồng phái sinh của chúng ta buộc phải thực hiện, mà để buộc phải thực hiện hoặc là chúng ta phải đóng thêm tiền, và chúng ta không có tiền để đóng bởi vì chúng ta xài đòn bẩy gain cao quá. Vậy thưa với anh chị, có phải là cháy không? Có phải là buộc phải thực hiện thì bây giờ cái đơn vị mà họ bắt anh chị đóng không đóng được thì nó sẽ thực hiện hợp đồng, vậy chúng ta có phải là mất hết tiền không? Vậy ai có ai giải thích cho các anh chị nghe cái câu chuyện này không? Không, đúng không? Vì hôm nay có sự tác động của bốn cổ phiếu đó đến thị trường, gây ảnh hưởng đến thị trường, nên tôi ngồi đây mạn phép tự doanh chứng khoán, admin tự doanh chứng khoán nói cho các anh chị hiểu
Và nếu các anh chị hiểu rồi thì chia sẻ cái video này cho người khác hiểu. Và các anh chị làm cái điều đó, tức là tạo phúc cho thiên hạ, tạo phúc cho người khác, tạo phúc cho những người cùng chơi chứng khoán với anh chị. Đó mới là điều anh chị cần làm, nên làm, phải làm. Và đừng có ảo tưởng về chứng khoán phái sinh. Bởi vì chúng ta, thị trường chứng khoán Việt Nam khác biệt rất nhiều so với thị trường chứng khoán thế giới. Bởi vì bản chất chúng ta là thị trường chứng khoán cận biên, còn chưa được lên mới nổi nữa. Vì vậy, một số cổ phiếu riêng lẻ tác động cực kỳ lớn tới chỉ số VN Index và tới VN30, mà chúng ta lại triển khai VN phái sinh trên VN30. Ai sẽ là người bảo vệ tài khoản các anh chị đây? Ai sẽ là người cuối cùng lo cho các anh chị đây? Nói chung, tôi thưa với anh chị và các bạn, tiền của anh chị và các bạn, anh chị các bạn phải tự giữ. Và tôi thưa với anh chị và các bạn này, anh chị đầu tư trên thị trường chứng khoán thực, tức là mua bán cổ phiếu doanh nghiệp còn chưa tốt, đừng mơ tưởng hão huyền đến phái sinh. Cẩn thận, tiền không còn, số đó không có, giá đây mà ở. Chào, hẹn gặp lại các anh chị và các bạn.